bạt che nền đất đấy anh chị nhá, có tác dụng là diệt cỏ dại. Đấy, những cái bạt này là mình sẽ tốn tiết kiệm vào rất nhiều nhân công làm cỏ. Đặc biệt của cái bạt này là nó có thể thấm được nước nhá, nên là kìa mặt đất nhà anh chị mà nó không bằng phẳng, nó gồ ghề một chút thì cũng không sao cả, cứ giải đấy thôi. Khi mà có nước xuống đây nó sẽ ngấm hết anh chị nhá. Có nước chất lượng bạt thì rất là tốt, rất là bóng, tại vì nó đã được phủ một lớp chống tia UVT của tím rồi. Đây là có làm một cái tia mà có hại, nó chuyên phá hoại nhá. Nó đã có phủ một lớp tia UV trên này rồi nên nhìn bạt nó sẽ rất là bóng và rất là bền. Độ bền là từ 5 đến 7 năm. À, khổ rộng của một cuộn này là rộng 2 mét, dài dài 100 mét nhá. Một cây này là 120 mét vuông anh chị nhá. Một cây này là 120 mét vuông. Đó, đã được phủ lớp chống tia UV từ tím ở trên này rồi. Độ bền là từ 5 đến 7 năm. Anh chị nhá. À, hiện tại thì Thành Đạt Vina đang phân phối, đang nhập khẩu và phân phối các dòng sản phẩm này. Đó. Anh chị cần mua hàng thì liên hệ hotline 09817 36822 nhé, hoặc là website thanhdatvina.com. Rất hân hạnh để phục vụ quý anh chị nhà bà con nông dân nhé. Đấy, một cuộn này em nhắc lại là rộng 2 mét, dài 100 mét, 200 mét vuông một cuộn để diệt cỏ, đặc biệt là nước có thể thoát xuống được đây. Nước để thoát được nhá, nên là khi mà nhà anh chị có thể gồ ghề đây một chút như này.